Iya. Mulai esok ya. Nói ngủ dậy à? Không, không ngủ nữa, không ở trong phòng chơi. Đáng đỉnh thế nhỉ? Đẹp trai thế. Bỏ ra xuống đi. Đi ăn thì không? Ngủ dậy đói ăn nhẹ nhé. Lấy đồ ăn nhẹ cho mình nhé. Ngồi đây nhé, ngồi đây chờ. Lấy đồ ăn nhẹ cho mình. Đi tự ăn đi nhá, thì chị đi lấy đồ lau nhà nhé. Ngồi đây ăn nhé. Thank you.
Ấy, chị lấy khăn ra làm gì ấy? Trời ơi, lấy khăn ra lau á. Đứng ra bên này này, ướt ướt hết chân ấy. Chị lau ra. Nhé, chị dọn đi nhé. Làm mới em làm nhé. À, mình dùng khăn đấy để lau á. Thế lau đi, lau đi. Đi ra ngoài thế. Đi ra ngoài.